Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia một danh sách đăng ký tham gia danh sách chờ để nhận top cần stack nha bạn. Theo thông tin của trên nguồn airdrop thì mình đã thấy top cần này sẽ list lên sàn Binance nha bạn, nhưng mình chưa check nên khi nào nó ra giá này mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình các bạn đăng ký cái tài khoản đi nha. Đầu tiên anh em thì bạn tên tự đặt để đăng nhập nha bạn. Anh 41 các bạn đặt dễ nhớ thôi nha bạn. Email thì bạn đánh email của mình vào, rồi bấm bấm I am free, tôi đồng ý điều khoản của sang, rồi bấm get me red. Rồi các bạn, đây là link ghép của bạn đăng ký, rồi đây là link ghép của bạn đăng ký, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn để kiếm thêm top cần các bạn start nè. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè, theo dõi Twitter, tham gia Telegram, Liquidwin này các bạn, tất cả các trang mạng xã hội các bạn nhấp vào. Rồi thì các bạn đang test lại bài này các bạn. Rồi tiếp tục là nhiệm vụ tham gia Telegram của chúng tôi, thì bạn nhấp vào tham gia Telegram các bạn. Rồi các bạn xôn cho nhóm chat thì cộng 2 top cần stack nè bạn. Rồi các bạn mới up lên các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram vào. Gửi cho nó các bạn. Rồi mình đã cộng 2 các bạn. Phải các bạn, để mình kiểm tra đây các bạn. Rồi nhiệm vụ dưới đây cũng tương tự nha các bạn cứ làm đi nha các bạn. Tiếp tục thì Twitter các bạn theo dõi Twitter và relay username Twitter các bạn. Twitter cần theo dõi xong các bạn gửi username nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời tiếp tục nha các bạn. Phút thì các bạn chia sẻ bài viết của nó được rồi các bạn, tới Liquidwin nè các bạn. Liquidwin sao nó vô Liquidwin không thấy gì chứ người ta. Mình nhấp vào bao anh cùng thấy. Inbox. Nhiệm vụ nào làm được không được các bạn bỏ qua đây các bạn. Thì mình không nhận tôi cần thôi. Các bạn, đâu các bạn bấm vào một nhận mã truy cập thôi các bạn. Nhận mã truy cập bằng thưởng, cái mã này sau này mình mới get được cái mã. Ê, các bạn bấm vào lấy mà. Này nó chưa không gỡ mã gì, trước tiên thì các bạn làm như vậy đi, sau này mình sẽ cập nhật thông tin này sau cho các bạn nha bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.